tu tập mạnh mẽ thì công đức này có thể hồi hướng cho con cháu mình được. Cho nên chư tôn đức hòa thượng nào mà các ngài nhập thất tu nhiều đó thì các ngài có thể mình dùng chữ gia trì cũng được, thật sự ra nó không đúng lắm đâu, mà các ngài có thể chia sẻ một ít cái năng lượng thanh tịnh của ngài cho mình được. Các ngài có thể là hồi hướng một tí công đức cho mình được, mình sẽ khỏi bệnh. Chư Phật tử hoan hỉ không ạ? Xin chào tất cả các bạn Phật tử của hội chùa Phổ Minh Việt Nam giáo hội, đã có mặt tại chùa Phổ Đà để cùng với con Phật tử lần nọ Đức Thế Tôn thấy một liên ca diếp thân chịu bệnh thống khổ, bèn thuyết bảy gia trì. Ngày xưa các ngài làm sao mà đi bệnh viện như chúng ta như hôm nay? Quý vị thử lên núi Linh Thú đi, ngài một kiền liên, ngài ca diếp ở trên hang động cao như thế mà bệnh viện ở đâu? Cho nên bắt buộc các ngài thiền định nhiếp phục cái cơn đau. Nhưng ngày nay lúc mà ngài một ca một kiền liên, ngài đại ca giết đi bệnh, thì Đức Phật giảng cái bài pháp thất gia trì này. Chúng ta nghe hai vị sân hoàn thị, cái chỗ này rất là quan trọng. Khi mà ngài một kiền liên bị bệnh, ngài đại ca giết đi bệnh, thì Đức Phật thuyết cái bài pháp bảy pháp gia trì này hai ngày với một cái tâm thanh tịnh, nhiếp tâm để lắng nghe, hoặc là có sức thiền định, cho nên cái hỷ lạc nó phát sinh, nó đẩy được tận ra ngoài cơ thể luôn. Quý vị hoan hỉ không ạ? Phải hiểu như thế mới được, phải hiểu như thế. Bởi vì nào mà tập thi công quý vị sẽ thấy tập liền dứt khỏi do lời chân thật này, mong người thường bình an. Rất là hay. Chúng ta nghe tiếp cái câu này, nó hay là có lần đứng pháp vương, tức là Đức Phật, đứng pháp vương tức là Đức Phật thân vì bệnh bất bại. Để nên cái kinh nào mà bảo rằng Đức Phật không có bệnh là sai. Đây chính Đức Phật ngày dạy, ngài cũng có bệnh. Vì cái thân này là pháp của quý. Năm 35 tuổi ngài chứng ngộ, nhưng năm 80 tuổi ngài mới nhập niết bàn, vì năm 80 tuổi mới hết tuổi thọ. Khi Đức Phật ngài vừa giác ngộ, Ma Vương đến thỉnh Đức Thế Tôn nhập niết bàn, vì Ma Vương rất là sợ Đức Phật thuyết pháp. Ma Vương mới bảo trước đây thì Ma Vương đến đánh phá, bây giờ nó thua rồi, nó đến nó rất là lễ độ, bạch Đức Thế Tôn, con xin cung thỉnh Đức Thế Tôn nhập niết bàn. Ghê gớm chưa? Đức Phật mỉm cười, này Ma Ra, không phải là ngài thương, không phải là Ma Ra thương ta, không phải nhà ngươi thương ta, thỉnh ta nhập niết bàn, vì nhà ngươi sợ ta thuyết pháp, vì ta thuyết pháp sẽ có nhiều người đi ra khỏi khổ đau. Có nhiều một ngày đã biết năm 80 tuổi ngài sẽ nhập niết bàn, biết trước 45 năm, quý vị ráng tu đi, quý vị sẽ biết trước 10 năm đấy. Đức Phật biết trước 45 năm, còn Phật tử mình giỏi là biết trước ít nhất 10 ngày. Bà ngoại của thầy đó biết trước 3 ngày. Ở đây đâu rồi? Vâng, và đây là những bà con Phật tử trong tổ làm bếp. Nam Mô A Di Đà Phật. Chào anh. Nam Mô A Di Đà Phật, rất là hoan hỉ gặp anh ở đây. Chùa Phật tử Berlin rất ấm áp. Xin chào các Phật tử thân yêu của tôi. Các bạn có thể nói là hôm nào chùa mình sẽ gói bánh trưng Tết nhỉ? Đúng rồi. Ngày 18 à? Hình như là chị cũng nghe thấy là ngày 18 đấy. Rồi, chúng ta sẽ gặp nhau trong đợt gói bánh chưng ông Công, ông Táo, và sau đó sẽ gói bánh chưng Tết đúng không? Vâng, và sau buổi thuyết pháp thì bà con Phật tử sẽ được ăn những món cơm chay cho đội nấu bếp của chùa Phổ Đà Berlin phục vụ. Nhưng bây giờ qua thầy hỏi, bây giờ thầy chủ trì đã hoan hỉ chưa, quý vị đã thương qua thầy chủ trì chưa, tất cả những cái tinh thần của thượng tòa chỉ dạy, do vậy thì thượng tòa dạy như thế nào thì chúng con sẽ đi giáo phụng hành. Như vậy thì chúng ta phải đảnh lễ tán thán công đức thầy chủ trì bằng tràng pháo tay. Nhưng tối hôm nay thì thầy phải bật đi xa 100 cây số để làm lễ. Thì nếu thầy chủ trì đồng ý thì chiều hôm nay 1:30 tôi giảng pháp 1 tiếng,
và tập khí công rồi. A Di Đà Phật. Và tôi cho quý vị thêm một buổi nữa là 7 giờ tối ngày thứ 3. Được không ạ? Tượng Chúa Bồ Đà cũng như là cái Phật tử Hồng Lâm chúng ở tại Berlin. Do vậy là cậu không dài gì mà cũng để mất cơ hội này. Vào tối ngày thứ 2 tức là tối mai và tối kia như thường tòa đã chỉ dạy vào 7:30 thì chúng ta phải tập trung ở đây rồi. 19:00 chúng ta bắt đầu thì chúng ta hoan nghỉ nên đến sớm để chuẩn bị cái công việc riêng của mình, mặc áo trang hoặc là đặt lễ Phật. Sau đó rồi chúng ta trang nghiêm và công tác thượng tọa lên hướng dẫn cho mình trong cái việc tập khí công và phương pháp của thượng tọa. A Di Đà Phật. Chuẩn bị công tác thượng tọa về pháp.